xin chào các bạn. Một ngày mới thì mình xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Có dịp về làng hoa Sa Đéc vào những ngày tháng 11 này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái cảnh rất là náo nhiệt, đó là về những cái chị phụ nữ người ta tập trung lại để mà trồng cái cỏ chung. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một cái công việc cũng tương đối là mới ở làng hoa Sa Đéc, và cái công việc này nó đã được thành lập nên một cái hội gọi là cái hội phụ nữ trồng cỏ chung ở làng hoa Sa Đéc. Cỏ nhung là một cái loại cỏ rất là dễ trồng và nó dùng để phục vụ cho việc trang trí tiểu cảnh sân vườn, cho công trình hoặc là biệt thự hoặc là resort. Cái việc mà trồng cỏ nhung này nó cũng khá là đơn giản và nó cũng rất là nhẹ nhàng nên nó phù hợp với rất nhiều những cái chị em phụ nữ mà muốn tìm một cái công việc tương đối phù hợp ở vùng nông thôn. Mỗi một người như vậy là khi đi trồng cỏ thì nó mang bên mình là một cái cây dù dùng để che nắng mưa, thì cái hình ảnh này mình cũng cảm thấy nó rất là đẹp và rất là thú vị. Sau khi cỏ được mấy chị em phụ nữ trồng xong thì có một cái bác thợ để tiến hành tưới cỏ để mà sau khi được cỏ được trồng xong thì gãy lên có một cái lớp phân cho chấu nữa, và cái chị này chị đen gãy cho chấu. Và khi có dịp đến đây để mà ghi hình những cái hình ảnh mà của những cái chị em này trồng cỏ thì cảm thấy cũng rất là vui vì cái tiếng cười nói giòn giả và rất là sôi động, làm cảm thấy rất là vui ở một cái sân mà trồng cỏ như thế này. Cô cho cô hỏi là cái này mình trồng khoảng chừng bao lâu thì mình mới thu hoạch cỏ này cô? 20 mấy ngày. Dạ, 20 mấy ngày là mình thành phẩm là mình bán luôn ha. Là mình bán thì khoảng bao nhiêu tiền một mét vuông hả cô? Dạ, 16-17 ngàn mét vuông. Dạ rồi, cảm ơn cô ha. Còn mấy cái chị thợ này là người ta đi trồng cỏ như vậy là một ngày bao nhiêu tiền hả cô? 130-140 ngàn. Có dịp về làng hoa Sa Đéc thì các bạn sẽ thấy những cái cảnh sinh động như thế này ở khắp cái con đường của làng hoa. Và cái khung viên của cái sân trồng cỏ này trở nên rất là náo nhiệt với những cái tiếng cười nói vui vẻ của những cái chị em trồng cỏ ở đây. Mình cũng hy vọng rằng là cái cỏ chung này ngày càng được phát triển để giúp cho rất là nhiều chị em ở vùng nông thôn có việc làm ổn định và có một cái thu nhập tăng kinh tế, ổn định cuộc sống hơn. Cái này nó cũng dễ trồng quá hả chị? Một ngày mình làm vậy là mình được bao nhiêu tiền? Tiền công của mình đó. Dạ, 140. Là ngày nào mình cũng làm hết trơn ha. Dạ. Dạ. Ừ.
là cỏ nhung thành phẩm sau khi được trồng, và hiện tại bây giờ nó được bó với một bó như vậy là 1 mét vuông. Đây là cỏ thành phẩm sau khi trồng ở cái thời gian khoảng từ 25 cho đến 30 ngày thì tiến hành xuất bán. Cỏ nhung ở CS thì được đi khắp ở mọi nơi, nhất là khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, để trồng những cái tiểu cảnh trang trí cho công trình. Và video của mình đến đây là xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Cái này nó cũng dễ trồng quá hả chị? Cái này nó cũng dễ làm quá hả? Phải không? Vậy đó, thấy được đó. Đẹp không sao? Đẹp. Đẹp quá đó, cần phải đẹp luôn hả? Dạ.